Kính thưa quý bạn, hôm nay mình giới thiệu cùng quý bạn bói về 32 tướng tốt của Đức Phật. Tướng tốt là do cái phước báo của mình tạo ra từ nhiều đời, nhiều kiếp trước mà có. Trong 32 tướng của Đức Phật thì quý bạn có thể sở hữu được một trong 3-4 tướng. Nếu ai sở hữu được càng nhiều thì phước báo của người đó càng cao. Và phước báo càng cao thì cái cuộc sống của quý vị nó trơn tru, nó suôn sẻ. Và quý vị là người giàu có trên trần thế này. 32 tướng tốt của Đức Phật. Thứ nhất là lòng bằng chân của Đức Phật thì rất là bằng phẳng, vững chãi, bám chặt vào mặt đất. Ví dụ như là dậm chân xuống mặt đất thì không có một khoảng trống nào cho một cái mũi kim vào, là nói là ý là nó rất là bằng luôn á. Đây là bằng phẳng mà dậm chân xuống đất, có nghĩa là khi mà dở chân lên á thì cái chân của quý bạn nó có cái độ cong nha quý bạn, chứ không phải là dở chân lên mà nó bằng thẳng luôn. Nó có cái độ cong nhẹ, nhưng mà khi mà chạm xuống mặt đất thì nó rất là bằng luôn. Lòng bằng chân thẳng là người có tâm hồn rất ổn định và không có bị chao đảo bởi cái hoàn cảnh hay cái sự việc. Có lòng yêu thương và là người mà bình đẳng, có cái tánh nhẫn nại, kiên trì. Làm bất cứ việc gì thì cũng nhẫn nại làm cho đến cùng chứ không có bỏ dở nửa chừng. Là người có lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ, mà nhờ vào cái phước đức mà không có bị người thù oán mình và không bao giờ thù oán người khác. Đây là người trung trực, không tham lam ích kỷ và cũng không có bao giờ giận hờn ai. Số 2 là những cái dấu hiệu mà trên lòng bàn chân. Dưới bàn chân có bánh xe hiện ra cả ngàn tâm xe, với cái bánh xe, trục xe và các bộ phận hoàn toàn đầy đủ, nhìn trông rất là rõ ràng. Đây là người mà có rất đông người hầu cận chăm lo cho mình, là người mà luôn nghĩ về hạnh phúc của mọi người. Đây là người mà trong lòng muốn chở che bảo vệ cho mọi người, giúp mọi người mà khỏi có cái sự sợ hãi trong mà mọi việc xảy ra. Tiếp theo số 3, số 4, số 5 là tay chân thì rất là mềm mại, hồng hào, ngón tay thì dài và thanh tú. Cái gót chân của Phật thì rất là rộng và bằng phẳng, có cái màng giữa các ngón tay và chân. Cái màng giữa các ngón tay và chân là khi mà xè ra thì ngay chính đây là có cái màng đó quý bạn. Khi mà xè tay xè chân ra thì ngay chính giữa có cái màng, giống như ngón cái của mình thường á thì mình xè ra nó hay có cái màng ngay chính giữa. Mình không có cái màng này, khi mà xè ra thì có cái màng ngay chính giữa này. Những ngón chân cũng có cái màng, mà ngón tay khi xè ra cũng có cái màng giữa các kẽ ngón. Để màng ngón chân và ngón tay là người nói lên người sống thọ và sống khỏe nữa. Chẳng những thọ mà sống rất là khỏe luôn, người không bao giờ bệnh hoạn gì hết, được thần thánh tiên Phật che chở nên không có ai dám xâm hại người này được. Đây là cái bàn tay mà có cái màng giữa kẻ thì nói lên là đây là một cái bàn tay mà cứu giúp ngừa mọi người. Và số 6 là lòng bàn tay thì rất là mềm nè và mịn màng màu hồng nữa. Thời vào cái bàn tay thì rất là mềm mềm mà có sự đàn hồi, giống như là cái quả bóng cao su vậy. Đây là một người mà được nhiều người yêu mến. Và tiếp theo số 7 là mu bàn chân của Đức Phật thì được nâng lên như một con rùa. Khi mà dở cái bàn chân lên á thì cái trên cái mu bàn chân á nó tròn lên y như cái mu con rùa, như cái mai con rùa vậy, và rất là no tròn luôn. Bởi vì người nào, những người mà có cái trên bàn tay, cái mu bàn tay, mu bàn chân mà nó tròn thì đây là phải người giàu có sung sướng, bởi vì người đây là người có đầy đủ phước báo. Cặp ống chân thì rất là mỏng manh như một con nai, và cái mắt cá thì tròn, mắt cá thì tròn như con sò. Số 8 là lông thì mọc xoay tròn thẳng hướng lên trên, mỗi sợi lông đều đặn y như vậy, không có sợi nào dài, sợi nào ngắn, sợi nào to, sợi nhỏ hết. Mà đặc biệt của Đức Phật là màu xanh đậm, như giống như cái thuốc bôi mắt của mình vậy. Và những cái sợi lông này nó xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ, đều xoáy hướng về phía mặt. Đây là nói lên một bậc tối thắng, tối ưu, cao tột, đệ nhất cho tất cả mọi người. Số 9 là
Khi mà đứng lên á thì hai cái cánh tay này quý bà, hai cái cánh tay dài qua khỏi đầu gối luôn. Thường á thì ai cũng vậy, không có thể nào mà cánh tay mà dài qua khỏi đầu gối được. Cho nên đây là một cái tướng quý. Số 10 là đứng thì thẳng, không có co lưng cong xuống, lưng rất là thẳng luôn. Tay thì có thể sờ vào cái đầu gối bằng cái hai cái bàn tay của mình, bởi vì tay rất là dài. Thường thì mình đứng nếu mà thẳng lưng thì cái tay không thể nào mà sờ vào cái đầu gối được, nhưng mà Đức Phật thì cái tay dài sờ vào cái đầu gối khi mà cái lưng thẳng. Hình số 11 quá thì thân hình cân đối, bề cao của thân, bề ngang và bề dài, hai tay sải rộng ra. Thân hình cân đối có nghĩa là trong nhân tướng học á thì ngũ đoạn ngũ trường, ví dụ như quý bạn là người mà thấp á thì tất cả đều tròn thấp, mà người nào mà cao á, ngũ trường nghĩa là tất cả đều dài và cao. Ví dụ như người thấp á, khuôn mặt dài thì nó không phải ăn vào cái ngũ đoạn rồi, mà người cao mà cái khuôn mặt nó tròn á thì cũng không có vào ngũ trường nữa. Thành ra cho nên tất cả người lớn con thì tất cả đều phải lớn, và người nhỏ tất cả đều phải nhỏ. Như trên khuôn mặt mình, thí dụ như cái miệng nhỏ, mũi nhỏ thì mắt nhỏ mà khuôn mặt nó cũng không có được lớn nữa nha. Khuôn mặt thật là to mà mắt mũi miệng nhỏ xíu, hoặc là khuôn mặt thật là nhỏ mà mắt mũi miệng thật là lớn, chứ cũng không có cân đối. Cho nên ở đây dùng cái chữ là thân hình cân đối. Số 12 là lông trên thân Đức Phật thì mọc ngược lên trên và rẽ sang bên phải, là người mà có lòng vị tha, yêu thương hết thảy mọi người. Số 13 là Đức Phật có lông màu xanh da trời, và ở tất cả các lỗ chân lông thì tỏ ra cái mùi hương. Cái mùi hương thơm rất là dễ chịu và tỏ sáng. Số 14 là thân thể màu vàng kim sáng ngời, da của Đức Phật màu đồng rất là sáng. Và 15 là da trơn mướt, da trơn mướt đến nỗi mà khiến mà bụi mà không có thể bám dính vào được. Số 16 là mỗi lỗ chân lông thì có một lông, mỗi lỗ chân lông có một sợi lông, chứ không phải là mỗi lỗ chân lông, thường á nhiều khi có một sợi lông to rồi lại có một sợi lông nhỏ kèm theo nữa. Đây là nói cái sự mà quý tướng mà đến nỗi từng lỗ chân lông cũng là quý nữa quý bạn. Số 17 là có hai lông mày. Có hai lông mày là ai cũng phải có hai lông mày rồi, nhưng mà trên hai lông mày thì có cái sợi lông trắng mọc lên trên, và lông mày rất là mịn màng như là sợi bông, rất là nhẹ nhàng. Cả tay chân và vai đầu đều rất là cân đối, là từ trên xuống dưới rất là cân đối, chứ không phải là đầu to vai nhỏ. Nếu mà thân hình phụ nữ người ta nói là vòng 1, vòng 2, vòng 3, còn nếu là nam á thì từ trên đầu xuống chân rất là cân đối, hoặc là phần dưới thì hai cái chân rất là nhỏ nhưng mà phần trên cái bộ phận vai ngực á thì rất là to. Thân hình Đức Phật rất là cân đối, cả tay chân vai đều rất là cân đối. Số 18 là có thân với các góc cạnh tròn đầy đều đặn. Ở trong nhân tướng học thì không có được hõm phiết, đó là thân hình của quý bạn phải tròn đầy. Quý bạn mà hõm phiết chỗ nào thì nó phạm vào cái cung của cái điểm phiết của mình, cho nên phải tròn đầy, không có được phiết. Ví dụ như bị phiết ở phần dưới cằm, hoặc là cằm nó nhỏ đi, phiết lõm, thì tương lai hậu vận của quý bạn, hoặc là điền sản nhà cửa chẳng hạn, hoặc là dưới phế miệng của quý bạn, đây là cung nô bọc chẳng hạn, thì tất cả đều không có hõm phiết được, trên khuôn mặt cũng không được, mà kể cả mà lồi xương ra cũng không được, mà hõm phiết cũng không được. Ví dụ như xương cổ, cái xương cổ bị lồi ra rồi hả, tất cả xương vai rồi bị hõm phiết, trên khuôn mặt bị hõm phiết là cũng không có được, phải tròn đều. Cho nên số 18 là có thân với các góc cạnh đều tròn đầy đều đặn. 19, 20, 21 là có nửa thân trước như thân con sư tử nè, rồi vai thì tròn trịa, không có cái lõm phiết giữa hai vai. Thường á thì cái phần của cái xương bả vai thường á nó tạo cho mình một cái phiết lõm rất là sâu luôn, và nó sẽ lồi xương ra. Cho nên cái vai của Đức Phật rất là tròn trịa, không có lõm phiết. Có bán thân trên vuông tròn, phần mà từ đầu xuống ngay cái eo thì rất là vuông và tròn luôn. Nói lên đây là một cái sự thành tựu tất cả luôn, chứ không phải thành tựu về một mặt mà thành tựu mọi mặt luôn. Không có bị thất bại về một cái điều gì cả.
làm cái điều gì nó cũng thành công hết. Nếu mà người nào mà có cái sở hữu cái tướng mà tròn trịa từ trên đầu xuống phần hông mà người rất là tròn luôn, không có bị khuyết lõm lồi xương, thì làm công việc gì cũng dễ thành công hơn. Số 22, 23, 24 là có cái hàm răng rất là trắng và hàm răng rất là sắc nữa, đặc biệt là có 40 cái răng nha quý bạn. Thường á thì người bình thường á, nếu mà ai mà sở hữu từ 36 cái răng trở lên, 32, 34 là thuộc dạng trung bình rồi, mà 36 trở lên là giàu cái phẩm giàu có rồi. Nhưng mà Đức Phật lại 40 cái răng, 40 cái răng là phải nói là cái độ giàu, không phải là giàu vàng bạc ở trần thế nữa. Bởi vì có 36 cái răng trở lên là đại gia, là sở hữu tiền bạc vật chất ở thế gian. Nhưng mà 40 cái răng trở lên thì trên thế gian này chắc chỉ có vài người thôi. Và Đức Phật là người mà có cái vị giác rất là nhạy bén luôn, đồng thời cái nhiệt độ của cơ thể thì luôn thăng bằng, không có lúc nóng lúc lạnh, luôn luôn thí dụ như 27 độ là suốt 27 độ luôn. Phật là người không có phiền não cho nên không có bệnh tật gì cả, tiêu hóa rất là tốt. Và 25 là có quai hàm như con sư tử. Quai hàm như con sư tử nói lên là người không có bị chinh phục bởi cám dỗ, không có thiên ma quỷ quái nào mà dụ dỗ được hết. Nếu mà có cái quai hàm như con sư tử thì không có thể nào mà ai mà dụ dỗ được. Ví dụ như đem vàng, đem bạc ra là đem bóng sắt cỡ nào cũng không thể nào dụ được. 26, 27 là có hàm răng rất là đều đặn và có cái răng cửa thì trơn láng. Thường thì trong nhân tướng học, đặc biệt là cái răng cửa, muốn giàu hay nghèo nhìn vào cái răng cửa cũng đủ biết rồi. Hai cái răng cửa thì nó phải không có to lắm nha, nhưng mà cũng phải hơi to và nó đều, nó đẹp. Thì thường thì hai răng cửa to thì trông nó cũng hơi xấu, nhưng mà nhân tướng học đó là một cái răng tốt, răng giàu có. 28, 29 là người mà có cái lưỡi mà rộng dài. Lưỡi rộng dài là người không có nói dối, luôn lời nói luôn thật lòng, luôn nói thật. Và đặc biệt có cái giọng nói mà nó im điềm tuyệt diệu như cái tiếng chim ca. Số 30, 31 là đôi mắt thì màu xanh đậm, lông mi thì thẳng hàng, có một cái đốm trắng ngay giữa lông mày. Thường cái đốm trắng ngay giữa lông mày này nói lên cái sự mà trí tuệ, thông minh, hiểu biết vào cái chuyện tâm linh. Giống như thường là ta nói là con mắt thứ ba, cho nên nhìn thấy tận cõi dương và cõi âm và hiểu được những cái điều gì sắp sửa xảy ra. Đây là một cái trực giác của một cái vị đại giác. Số 32 là trên đỉnh đầu thì nhô cao như một bó tóc. Đây là một cái người lãnh đạo mà có cái đầu óc rất là thông minh, minh mẫn, sáng suốt. Phải nói là cái gì cũng nhất nhất cái luôn á. Cái đỉnh sói đầu ở trong nhân tướng học thì trên đỉnh đầu phải có phần thịt nữa, phần thịt nó hơi nhô nhẹ lên trên. Nói chung là nhân tướng học, cái tướng chỗ nào cũng phải có thịt hết. Những cái chỗ nào mà cần lõm vô, thí dụ lòng bàn tay mình chính giữa thì phải lõm vô, nhưng mà các đồi thì phải u lên, nó phải nhô lên. Và trên đỉnh đầu cũng vậy nha quý bạn. Trên đỉnh đầu quý bạn, cái phần giữa đỉnh đầu người ta gọi là, ở đây là cái chớp như trên đầu. Trong thiền học thì đây là hà đạo thành. Thì cái ngay cái điểm giữa đỉnh đầu mà quý bạn cũng phải có thịt no tròn nữa thì quý bạn mới là người thông minh sáng suốt được. Quý bạn kính mến, mình xin mạn phép giới thiệu 32 tướng tốt của Đức Phật. Quý bạn nào mà có sở hữu được một trong 32 tướng của Đức Phật thì đó là phước báo của quý bạn đó. Phước báo của quý bạn đã tu hành từ nhiều đời kiếp trước rồi, thì kiếp này quý bạn hưởng được cái phước báo. Mà cái phước báo của quý bạn á, khi mà quý bạn sở hữu được một trong 32 tướng tốt, quý bạn được một phước báo thôi là quý bạn có thể sống yên ổn, bình yên, giàu có, hưởng thụ được 10 năm đó quý bạn. Trong vòng 10 năm, nói tiếng 10 năm chỉ là một cái con số để quý bạn tham khảo thôi, chứ tùy theo cái phước báo của từng người. Thí dụ như phước báo mà trung bình thì thường thì 10 năm, nhưng mà quý bạn là người có nhiều phước báo thì quý bạn có thể hưởng trên 10 năm, 20 năm, 30 năm chẳng hạn. Nhưng mà phước báo quý bạn kém hơn thì quý bạn sẽ hưởng là 2-3 năm, 5-3 năm chẳng hạn. Thì tùy theo phước báo của từng người, nhưng mà sở hữu được một tướng tốt thì phước báo ngần ấy thời gian. Cho nên quý bạn trong người của mình mà mình nhìn thấy mình sở hữu được dài phước báo, dài cái tướng tốt,
Thì đó là quý bạn cũng trong cuộc đời quý bạn có một cái giai đoạn nào đó, quý bạn làm ăn tự nhiên cái phát lên, được hưởng sung sướng hạnh phúc, giàu có ấm no chẳng hạn, thì quý bạn phải tạo thêm cái phần phước báo để quý bạn hưởng thêm nữa. Chứ quý bạn chỉ hưởng không thì nó mau hết phước báo lắm. Một khi nó hết phước báo rồi, quý bạn lại gặp khó khăn, rắc rối đủ thứ chuyện hết, già từ giàu xuống nghèo. Cho nên quý bạn phải tiếp tục luôn luôn, giống như là trong cuộc đời mình sinh ra từ 18 tuổi trở lên, có khả năng làm được thì cứ làm kiếm tiền cho đến về hưu. Từ cái lúc mà làm kiếm tiền tuổi 18 hoặc 25 chẳng hạn, làm kiếm tiền về hưu thời gian quá dài, khoảng chừng 50 năm chẳng hạn đi, thì cái phước báo nó cũng như vậy. Phước báo quý bạn phải hằng ngày, quý bạn phải tạo suốt luôn, quý bạn đừng có hưởng nha, tạo mà đừng có hưởng một chút xíu thôi, hưởng 20% phước báo thôi, cho quý bạn hưởng trọn vẹn. Khi có tiền quý bạn lại hưởng sung sướng nè, tiền của mình làm thì mình cứ xài, mình làm cực khổ thì mình cứ hưởng thụ, thì quý bạn hả xài phung phí mà quý bạn không có tích phước lại thì một ngày nào đó quý bạn sẽ hết phước báo ngay à. Cho nên quý bạn phải tiết kiệm phước báo nè, không có hưởng thụ cho bản thân mình nhiều, cho gia đình nhiều, mà quý bạn hãy tích tụ phước báo, quý bạn san sẻ chia sẻ cho gia đình của mình. Trước tiên thì cho gia đình của mình, hay ba mẹ anh chị em, khi nào mà dư ra mới cho tới bà con dòng họ, và dư nữa thì giúp đỡ những người nghèo khổ chẳng hạn. Đó là phước báo phải tích trữ lại quý bạn, rồi quý bạn còn phải tu thêm nữa để tạo được cái phước đức. Đó là cái phước báo thôi, quý bạn tu quý bạn mới có phước đức. Cho nên quý bạn phải đi chùa niệm Phật ăn chay để tạo thêm cái phước đức. Phước đức thì xài bền hơn cái phước báo. Quý bạn kính mến, video giới thiệu 32 tướng tốt của Đức Phật đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại video tiếp theo.